chiều sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băng qua, giọt nắng rơi rơi bên hè. Bài hát băng khoáng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã là bạc như vôi. Rồi đã siêu phong, rồi đã chưa quên trăm người. Bài hát siêu phong, bài hát viết không nên lời, để rồi lãng quên. Bài hát chìm trong nỗi nhớ từng ngày bình. Bài hát chìm trong kia cuộc tình đầu tiên. Chèn lại cho tôi, chèn lại cho anh, trở về hư không giọt nắng bên vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chưa thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người thấy như xa rồi, chỉ là thế khi thấy buồn anh cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sương tâm lâu rồi. Bài hát cho anh, giờ cũng hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát chìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên. Bài hát chìm trong kia một chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong anh, chỉ là lung linh giọt nắng. Còn lại trong anh chỉ là lung linh giọt nắng. Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tôi cùng các bạn, cùng team Thiên Hà, chúng ta sẽ cùng set up một bộ dàn karaoke và nghe nhạc. Và chúng tôi dám nói lên một điều, thách thức mọi không gian. Và chúng ta cùng xem, với chúng tôi đây chỉ có một hệ thống karaoke gồm có hai loa X8 và một sub Shiva. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào xem cái mặt bằng hôm nay chúng tôi sẽ thi công như thế nào, thì chúng ta sẽ cảm nhận được về màu sắc âm thanh của bộ dàn này. Còn bây giờ mời các bạn vào trong cùng đội kỹ thuật. Vâng, đây với một không gian của gia chủ thì có căn hộ chung cư cao cấp lên tới tận 190 mét.
nhưng chỉ có 60 mét để làm không gian sinh hoạt chung của cả gia đình, đó chính là phòng khách và phòng bếp. Và hiện tại bây giờ chúng tôi đang set up ở tại phòng khách và chúng ta hôm nay sẽ thực tiễn xem luôn team kỹ thuật của Thiên Hà set up một hệ thống này. Mời các bạn. Vâng, đây là những cặp loa đến từ đất nước Pháp và rất là được trong giới nghệ sĩ ưa dùng những cặp loa này. Và chúng ta thì cùng xem thực tế xem cặp X8 này thì là như thế nào. Đó, trên đây thì nó có luôn cả bản hướng dẫn catalog cho các bạn. Vâng, với hai bọt biển chống sốc ở ngoài này thì cũng rất là chắc chắn. Nhưng cái đầu tiên khi tôi cảm nhận, tôi cầm cặp loa lên thì nó có một cái sự rất là chắc chắn. Đó. Và phần đây là phần sơn mờ. Thì tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục xem sản phẩm này được làm từ chất liệu gì và cái công năng sử dụng nó ra làm sao và hệ thống setup như thế nào. Vì tôi thấy ở đây là với hệ thống này nó có rất nhiều các lỗ cắm và các kiểu để khác nhau. Vâng, với đi cùng của combo này thì có một dòng súp Shiva. Đây là dòng súp thì có cái mặt bát lên tới 30cm và nó rất phù hợp với cả một hệ thống combo của dòng L Acoustic này. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin setup vào và với một cấu hình đơn giản, hiệu quả hay này thì chúng tôi làm trong thời gian rất là ngắn, trong thời gian thi công. Còn một chút nữa thôi thì các bạn sẽ thấy các cái sự hiện diện của thứ nhất là dòng âm thanh, cái thứ hai về chất lượng âm thanh như thế nào với một không gian trên 60m này để dành cho các bạn. Vâng, sau khi được nghe anh chủ nhà tâm sự và chia sẻ với thú vui là sưu tầm các tẩu, tôi đến bây giờ thì chắc cũng lại thích thêm có một cái thú nữa, đó là hút tẩu. Thì thấy đây cũng là một thú vui rất là tao nhã và thích thú. Nhưng tôi phải lại quay lại công việc của tôi, đó là review dòng sản phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ set up cùng Thiên Hà, đó là top 3 của những bộ dàn hay hàng đầu thế giới. Với đôi loa L Acoustic X8 này thì các bạn biết đây là một loa đồng trục có bát 20 và có loa chép thì lên tận 4cm và cái độ mở âm thì lên tới tận 110 độ. Và dòng này thì phần công suất thì lại rất là tối ưu, hợp với cả âm ly L2X của hãng. Nhưng dòng này nó rất thú vị một cái là khi các bạn nhìn vào đây thì sẽ đây là những tấm bu lô hoặc là tấm các gỗ thông và đã được làm sần đúng theo tiêu chuẩn của châu Âu. Vì đây là dòng loa chuyên nghiệp, đặc biệt có thể là dùng vừa để nghe nhạc và dùng có thể là hát chuyên nghiệp được. Và được đứng trên một đôi chân đến từ nước Đức thì các bạn cũng thấy đây là một sự cầu toàn rất là chỉn chu của anh. Khi đặt riêng một hệ thống chân như thế này thì biết là cái độ nâng cao có thể lên tới tận trên 2m và cũng có thể hạ được để đúng tâm người nghe. Như các bạn nhìn thấy đây, một dòng súp mình có thể để nằm mà mình có thể để đứng. Và dòng súp này thì nó có đến tận 40, tức là nó khoảng hơn 30cm về súp bát. Nhưng mà cái hay của nó là mình để nằm, mình để đứng đều có thể được. Và với dòng súp này thì tôi rất là tin tưởng với một cái giải trầm xuống tới tận 27Hz. Còn quay lại với hệ thống của trong các cái phần này thì đầu tiên đó là chính là hệ thống power của LA2I. Vâng, hệ thống này thì nó có công suất lên tới tận 2500W. Nhưng khi nó đánh tùng tùy theo các trở kháng của các cặp loa thì nó có các cái sự phân khác nhau. Còn về phần trên này chính là cục nguồn điện P8, tức là đó là một cuộn cố nén trễ mạch. Còn phía phần trên cùng thì đó chính là hai tai mic M8 của dòng APP. Còn phần bên này thì đấy chính là trái tim của bộ dàn, đó là K9900 mắc đôi. Và với dòng này thì người ta có thể vừa sử dụng được để làm hệ thống tinh chỉnh trong bộ dàn karaoke cũng như là hệ thống kết nối cùng với cả DAC ngoài của Yamaha để kết hợp ra một hệ thống nghe nhạc hoàn hảo. Đó là những tiêu chí của anh hôm nay chơi bộ dàn kết cấu hay, đẹp, đủ tiêu chuẩn, vừa hát vừa nghe và phải đẳng cấp.
Tôi đã giới thiệu cho các bạn cảm nhận được hệ thống bộ dàn. Còn bây giờ thì phần trình diễn để dành cho các bạn, và các bạn sẽ có sự cảm nhận về màu sắc âm thanh của hệ thống này. Xin mời các bạn. Mà xa quê